Thưa quý vị, sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Ông Trần Quý Thanh là cựu giám đốc công ty thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát cùng với con gái của ông là Trần Uyên Phương đã ra tòa tại Sài Gòn với cáo buộc là chiếm đoạt hơn 39 triệu Mỹ Kim thông qua các hợp đồng chuyển nhượng tài sản giả mạo. Trần Ngọc Bích là con gái thứ nhì của ông Thanh được tại ngoại hầu tra cả ba bị cáo này buộc tội bị buộc tội lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt từ 12 cho tới 20 năm tù giam. Bản cáo trạng cho biết như sau, từ năm 2019 cho tới năm 2020, ông Trần Quý Thanh và hai người con gái của ông đã cho vay tiền với phân lợi 3% một tháng, đồng thời yêu cầu những người vay tiền phải ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản để che giấu bản chất của việc cho vay khi những người vay tiền hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, thì các bị cáo không trả lại tài sản mà đưa ra nhiều lý do khác nhau. Tiến trình điều tra xác định rằng các vụ giao dịch chuyển nhượng là cho vay tiền. Ông Trần Quý Thanh bị cáo buộc là đã chỉ thị cho hai người con gái của ông thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản của bốn người bị hại với tổng trị giá hơn 41 triệu Mỹ Kim, bao gồm hai dự án và nhiều thửa đất. Phiên tòa kéo dài tới ngày 25 tháng 4 với sự tham gia của 35 tổ chức và các cá nhân có quyền lợi liên quan. Các luật sư bào chữa đã nộp thêm tài liệu và đại diện của viện kiểm sát đã công bố cáo trạng dài 27 trang. Các bị cáo không thừa nhận hành vi cho vay tiền mà khẳng định đây chỉ là các vụ giao dịch chuyển nhượng đất đai và cổ phần mà thôi. Đây là cuộc chơi của Trần Quý Thanh phải tuân theo luật của Trần Quý Thanh ông thanh từng tuyên bố như trên theo tờ báo vn express trong nước khi trả lời hội đồng xét xử về bản cáo trạng truy tố có đúng không thì ông trần quý thanh không đi thẳng vào câu trả lời mà cho biết rằng ông đã lớn tuổi sức khỏe của ông yếu mắc kém chi nhớ suy giảm nên sẽ phải sử dụng tài liệu chủ tọa của phiên tòa nhắc lại câu hỏi nhưng ông trần quý thanh nói như sau rất khó để trả lời Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nói rằng Việt Nam đàn áp nhân quyền xuyên quốc gia. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mới đây công bố báo cáo nhân quyền năm 2023, chỉ trích chính quyền Việt Nam không có tiến bộ về nhân quyền và đặc biệt nhấn mạnh đến việc bắt giữ blogger Đường Văn Thái. Báo cáo dài 59 trang nêu rõ, từ đầu năm cho đến ngày 31 tháng 10, 2023, có ít nhất là 187 người bị giam giữ vì lý do chính trị hoặc nhân quyền, trong đó 162 người bị kết án. Báo cáo cũng đề cập đến việc sử dụng các điều luật về an ninh quốc gia để bỏ tù những người bày tỏ quan điểm chính trị ôn hòa. Điển hình là trường hợp của blogger Đường Văn Thái, người đã mất tích ở Bangkok sau khi trốn khỏi Việt Nam vào năm 2019 và sau đó được thông báo bị bắt giữ tại Việt Nam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Báo cáo cũng mô tả việc blogger Lê Anh Hùng bị đánh đập và tiêm thuốc gây ảo giác trong thời gian bị giam giữ tại bệnh viện tâm thần Trung ương số 1 ngoài ra việc bắt giữ ông phan tất thành mà không có lệnh bắt giam cũng được đưa ra làm ví dụ về vi phạm nhân quyền phản ứng trước báo cáo việt nam đã bác bỏ các nhận định của mỹ gọi chúng là thiếu khách quan và khẳng định rằng bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của họ được ghi nhận trong hiến pháp và các văn bản pháp luật đến nay bộ ngoại giao việt nam vẫn chưa có phản hồi chính thức về báo cáo mới nhất của hoa kỳ có tới 13.400 lượng vàng miếng không có người mua trong cuộc đấu giá vào ngày 23 tháng 4. Phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên sau hơn 10 năm qua tại Việt Nam chỉ đạt được kết quả là 3.400 lượng vàng trúng thầu so với tổng số được đem ra bán là 16.400 lượng vàng. Giới truyền thông của chính phủ Việt Nam loan tin, tại buổi đấu thầu vàng miếng đầu tiên của năm 2024 trong ngày hôm nay 23 tháng 4, có 11 công ty vàng bạc tham gia dự thầu. Trong số đó gồm có 4 công ty vàng bạc lớn đó là SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý ABC và 7 ngân hàng bao gồm MSB, Sacombank, Eximbank, Techcombank, VPBank và HDBank. Hai công ty trúng thầu 3.400 lượng vàng miếng được đưa ra đối thầu đó là SJC và ACB. Lý do phiên đấu thầu nói trên không được thành công, được một số chuyên gia trong lĩnh vực này cho biết rằng, việc ngân hàng của chính phủ Việt Nam cho đấu thầu vàng miếng ở thời điểm mà giá vàng miếng SJC bán ra trên thị trường ở mức cao hơn 3.200 Mỹ Kim và yêu cầu số lượng mua tối thiểu là 1.400 lượng đã làm cho nhiều công ty vàng bạc phải cân nhắc. Giới tham gia đấu thầu đề nghị Ngân hàng Chính phủ Việt Nam điều chỉnh quy định giảm khối lượng mua tối thiểu để việc đấu thầu vàng miếng được hấp dẫn hơn. Ngân hàng Chính phủ Việt Nam tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng lần đầu vào ngày 28 tháng 3 năm 2013. Hồi trung tuần tháng 4 vừa qua, Giám đốc Ngân hàng của Chính phủ Việt Nam cho giới truyền thông trong nước biết rằng họ đã hoàn tất việc chuẩn bị cho chuyện đấu thầu vàng miếng nhằm gia tăng nguồn cung ứng vàng bạc ra thị trường hiện nay. Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc bị bắt giam do liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn. Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Văn Khước và thêm một số những giới chức của tỉnh vừa bị bắt theo cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn. Phát ngôn viên Bộ Công an Việt Nam, Trung tướng Tô Ân Sô ngày 23 tháng 4 cho truyền thông trong nước biết về biện pháp khởi tố bắt tạm giam khám xét đối với ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, ông Chu Quốc Hải, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và ông Hoàng Văn Nhiệm, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng với ba người này, cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam còn khởi tố và bắt giam đối với ông Cao Đại Nghĩa, thuộc Cơ quan Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên Đất thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường. Khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Đinh Thị Thu Hương, trưởng phòng bồi thường tái định cư và ông Nguyễn Ngọc Huy, giám đốc công ty thẩm định giá của Nam Hà để tư vấn thẩm định giá đất tạo điều kiện cho công ty bất động sản Thăng Long. Ông Nghĩa và bà Hương và ông Huy bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tất cả 6 người vừa nêu đều bị khởi tố vì do sai phạm liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị địa phương có liên quan. Liên quan đến dự án này, nguyên chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã phải từ chức. Các lãnh đạo cấp cao thuộc hai tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi cũng đã bị bắt. Vào ngày 23 tháng 4, lực lượng tuần tra biên giới của tỉnh Quảng Trị cho biết rằng họ vừa phá vỡ đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang nước Lào và bắt giữ 5 người có liên quan tại khu vực cột mốc biên giới số 606 thuộc thị trấn Lao Bảo, thì giới hữu trách đã bắt giữ một người có tên là Hồ Văn Vinh, 18 tuổi, cư trú tại thị trấn Lao Bảo, đang tổ chức cho 4 người xuất cảnh trái phép sang Lào. Tại đây, họ đã bắt giữ Shi Sao Min, 39 tuổi, mang quốc tịch Trung Quốc. Ba người Trung Quốc khác lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở đã bỏ chạy sang nước Lào. Ngay sau đó, giới hữu trách tại tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với đội tuần tra biên giới của nước Lào tổ chức truy đuổi và bắt giữ ba người Trung Quốc nói trên. Tại cơ quan hữu trách, Hồ Văn Vin khai nhận rằng người này đã tổ chức đưa bốn người Trung Quốc từ thị trấn Lao Bảo đến khu vực cột mốc biên giới 606 để chuyển giao cho người khác dẫn qua biên giới để qua nước Lào, sau đó người này sẽ nhận được tiền công. Sự việc đang được các cơ quan hữu trách tiếp tục điều tra. Vào ngày 23 tháng 4 tại Hà Nội, tập đoàn công nghệ Nvidia và FPT đã ký kết hợp tác đầu tư 200 triệu Mỹ kim để thành lập nhà máy AI. Nhà máy này sẽ sử dụng hệ thống siêu máy tính với GPU H100 dành cho nghiên cứu và phát triển. Nhà máy AI không sản xuất phần cứng mà hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ mới nhất của Nvidia bao gồm bộ ứng dụng và khung công nghệ phát triển AI trong AI Enterprise và chip đồ họa GPU H100 Tensor Core. Nhiệm vụ của nhà máy là tăng cường khả năng nghiên cứu và phát triển AI, xây dựng các ứng dụng và giải pháp tiên tiến, tập trung vào lĩnh vực AI tạo sinh, xe tự hành và chuyển đổi xanh. Nhà máy được đánh giá sẽ nâng cao năng lực cung cấp giải pháp công nghệ cao về AI và cloud của Việt Nam trên quy mô toàn cầu. Đồng thời nâng tầm nguồn nhân lực công nghệ. Chủ tịch FPT là ông Trương Gia Bình cam kết đưa Việt Nam trở thành trung tâm phát triển AI của thế giới. Phó chủ tịch của Nvidia là ông Keith Strayer nhấn mạnh rằng tiềm năng của AI trong nâng cao chất lượng cuộc sống và củng cố nền kinh tế cho mọi quốc gia. Họ sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp để tăng tốc chuyển đổi số và đưa Việt Nam trở thành cường quốc AI. Việt Nam đứng đầu khu vực Đông Nam Á về các hãng xưởng sản xuất hàng cho Apple. Hãng Apple công bố như sau, trong năm tài chính năm 2023, Việt Nam đã gia tăng số các hãng xưởng của Apple hoặc là các văn phòng từ con số là 27 lên số 35. Điều này đưa Việt Nam trở vào trong danh sách đứng đầu khu vực Đông Nam Á và hàng thứ tư trên toàn thế giới trong danh sách này, đa số các hãng xưởng của Apple đặt nhà máy ở Đông Nam Á, Ấn Độ và Nam Á. Trung cộng vẫn đứng đầu và đóng góp 42% việc sản xuất hàng năm của Apple. Hiện nay, Việt Nam có các nhà máy lớn chuyên lắp ráp các thiết bị Apple như là AirPods, iPad và Apple Watch. Giới phân tích ước tính như sau, tới năm 2025, Việt Nam sẽ đóng góp khoảng 20% tổng sản phẩm của iPad và Apple Watch, 5% MacBook và 65% AirPods. Trước đó vào ngày 16 tới ngày 17 tháng 4, CEO của Apple là ông Tim Cook đã tới Việt Nam gặp gỡ Thủ tướng Việt Nam là ông Phạm Minh Chính. CEO của Apple là ông Tim Cook đề nghị thúc đẩy các hoạt động hợp tác, trong đó cam kết mua nhiều hơn nữa các phụ kiện điện tử do các hãng xưởng của Việt Nam sản xuất. Có 7 người thiệt mạng và 3 người bị thương vì tai nạn ở nhà máy xi măng Yên Bái. Giờ lúc 1 giờ 30 phút chiều 22 tháng 4, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái, khiến vào 7 công nhân tử vong và 3 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ máy nghiền số 3 tại nhà máy xi măng yên bái. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn có 10 công nhân đang thực hiện công việc bảo dưỡng định kỳ trong tổng số 4 máy nghiền tại đây. Trong đó 3 người được phân công sửa chữa bên ngoài, còn 7 người khác đã chui vào bên trong cổ máy hình trụ dài 7m, cao 5m để thay thế các tấm lát đã bị mòn. Khoảng 25 phút sau khi nhóm bắt đầu công việc máy nghiền bất ngờ hoạt động trở lại hàng ngàn viên bi sắt bên trong văng tung tóe ra ngoài bụi xi măng bay mù mịt ba công nhân trên nóc máy ngã nhào từ độ cao 5 mét anh phạm minh dương một trong những công nhân bị thương trong vụ tai nạn kể lại rằng khi các anh đang ở phía trên sửa chữa máy nghiền xi măng bất ngờ hoạt động đã hấp băng ba người xuống đất làm anh dở đốt sống lưng trong khi đó bảy đồng nghiệp ở bên trong máy đã tử vong